Khi các cháu đi học trở lại trong thời điểm như thế này thì một vấn đề mà tất cả các bậc cha mẹ lo lắng là không biết con mình khi mà sốt lên đó là các cháu con mình có khả năng bị bệnh gì. Vào trong thời điểm này là một thời điểm rất là tế nhị. Khi mà Covid-19 thì chưa kết thúc hẳn, chúng ta lại nghe nói tới cúm và trái mùa. Rồi thông tin đại chúng thì nói là sốt xuất huyết đang là vấn nạn rất là lớn. Rồi bệnh tay chân miệng lúc nào cũng rình rập các cháu trong thời điểm này. Sốt nói cùng kỳ lý nó cũng là một phản xạ, phản ứng có lợi cho cơ thể để bảo vệ cơ thể chống sự xâm nhập của virus vi khuẩn từ bên ngoài. Đúng là nhiệt độ tăng cao làm mình khó chịu thật, nhưng mà chính cái nhiệt độ đó cũng làm cho con virus, con vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể chúng ta nó cũng giảm và chậm tốc độ tăng trưởng của nó. Thật ra vì vậy chúng ta không nên bằng mọi giá tìm đủ một cách để hạ nhiệt của các cháu một cách rất là tích cực. Điều này cũng không phải là hoàn toàn có lợi đâu. Thật ra tùy theo nhiệt độ của các cháu như thế nào mà chúng ta sẽ cho các cháu sử dụng thuốc hạ nhiệt. Chẳng hạn chơi nguyên tắc nếu nhiệt độ các cháu chỉ sốt nhẹ thôi, tức nhiệt độ chỉ dưới 38.5 độ thôi, thì chúng ta chỉ cần áp dụng những biện pháp thông thường thôi. Chẳng hạn chúng ta mặc quần áo rộng rãi thoáng mát cho các cháu, ở phòng tương đối nó thoáng mát một chút, cho các cháu uống nhiều nước hoặc có thể áp dụng biện pháp lau mát thêm. Nhưng đối với các cháu mà nhiệt độ từ 38.5 độ trở lên thì khi đó chúng ta cần phải sử dụng thuốc hạ sốt. Hiện thời có rất nhiều các loại thuốc hạ sốt khác nhau, nhưng tới bây giờ theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như Tổ chức Y tế Thế giới đều thống nhất chọn paracetamol là thuốc hạ sốt hàng đầu ở trẻ em, vì nó vừa hiệu quả và đặc biệt là nó an toàn. Riêng với paracetamol thì có nhiều các loại chế phẩm khác nhau. Có một dạng rất đặc biệt, đó là dạng bột sủi. Dạng bột sủi thành phần chính, cơ chất của nó chính vẫn là paracetamol. Thì đó chúng ta bỏ cái dạng bột sủi này vào cái ly nước, cũng như nước đầy đủ, thì nó sẽ tan ra ngay rất là nhanh chóng như dạng nước. Thứ nhất là nhờ nó đã tan sẵn rồi, khi vào trong bao tử, trong dạ dày chúng ta thì thuốc sẽ nhanh chóng hấp thu hơn. Và như thế thì nó đỡ phải kích ứng bao tử, kích ứng dạ dày là một số vấn đề mà nhiều người cũng khó chịu. Đối với paracetamol, điều khuyến cáo là từ 10 đến 15 mg một ký một lần uống. Và nếu mà các cháu còn sốt đó, thì 4 đến 6 đồng hồ tiếng sau chúng ta có thể lặp lại cho các cháu dùng một cử nữa. Trong thời gian mà chúng ta cho các cháu dùng thuốc, chúng ta cũng phải có thời gian thì thuốc mới tác dụng. Thì trong thời gian đó chúng ta cũng đừng quá nóng ruột, chúng ta phải áp dụng một số biện pháp khác, chẳng hạn như mặc quần áo thoáng mát, lau mát dần dần các thứ, để cái hiệu quả hạ sốt của cháu nó được lớn hơn.